Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. 3 giờ sáng, producer đình đám nhà hàng giọng Lisa trong sản phẩm debut khiến fan tỉnh cả ngủ. Blackpink lộ diện sau khi tung hình comeback, tóc của Lisa làm fan thắc mắc Spotify đã trả 10 tỷ chưa? aespa bị Knet chỉ trích tình dục hóa hình ảnh nhân viên công sở vì outfit không phù hợp. Tuyu và Mina gây tranh cãi vì im thin thít suốt 8 phút phỏng vấn của Twice. Nam ca sĩ Việt đạo nhạc BTS tiếp tục bị ARMY công kích vì không gỡ bản audio, có động thái dửng dưng sau lời xin lỗi. Và sau đây là nội dung chi tiết. 3 giờ sáng, producer đình đám nhà hàng giọng của Lisa trong sản phẩm debut khiến fan tỉnh cả ngủ. 3 giờ sáng ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, khi ai nấy đều đang ngủ say thì DJ Snake bất ngờ đăng một chiếc story hé lộ bản thu âm mới cùng với Lisa. Trong đoạn clip ngắn, giọng Lisa vang lên cùng câu nói DJ Snake. Ngoài ra nhìn trên màn hình máy tính mà DJ Snake đăng tải, có thể thấy được phần ghi Lisa Main, tức phần hát chính, và Lisa phần điệp khúc. Càng ngày càng rõ ràng, có vẻ như Lisa sẽ hợp tác cùng với DJ Snake trong màn debut solo tới. Nếu theo đúng như những gì mà truyền thông đưa tin về thời điểm debut solo của Lisa là vào tháng 7, thì hiện tại hẳn Lisa đang gấp rút cho những công đoạn hoàn thiện ca khúc này. Đây không phải lần đầu tiên DJ Snake thả thính về việc đang kết hợp cùng với thành viên của Blackpink. Cũng vào đêm muộn ngày 20 tháng 5, DJ Snake từng đăng tải đoạn demo ngắn ngủi, chỉ có đúng một câu tiếng Anh được dịch ra là chơi đùa với anh suốt đêm khuya. Giờ đây việc của Blink chính là ngồi lót dép hóng màn collab đặc biệt này giữa Lisa và DJ Snake. Những lần sau có tung hin mới thì DJ Snake cũng mong đừng có tung vào lúc nửa đêm, rạng sáng, fan lại giật mình tỉnh giấc không ngủ nổi. Blackpink lộ diện sau khi tung hin comeback, tóc của Lisa làm fan thắc mắc Spotify đã trả 10 tỷ chưa? Sau những đồn đoán về màn comeback của Blackpink cùng pha spoil bài mới đến từ vị trí của chị cả Jisoo, người hâm mộ đổ dồn sự chú ý, theo dõi nhất cử nhất động mới của nhóm. Và sáng ngày 24 tháng 6 thì Blackpink đã bất ngờ xuất hiện trong một đoạn clip quảng bá playlist Today Top Hit của Spotify. Trong clip, Blackpink xuất hiện cùng với Bad Bunny, Dua Lipa, Rocky và Billie Eilish. Bốn thành viên của Blackpink lộ diện với diện mạo mới trong những bộ outfit đen tại một sân khấu màu hồng. Những bộ trang phục này chưa từng được Blackpink diện trước đó. Fan đặt ra giả thiết về việc liệu đây có phải là một trong những thước phim của sản phẩm thuộc dự án 4+1 kỷ niệm 5 năm debut của nhóm hay không. Một điều thú vị khác trong clip là Lisa đã vén tóc mái 10 tỷ won của mình khiến fan thắc mắc, không biết Spotify đã trả tiền cho cô nàng hay chưa. Việc Blackpink đang dần dần xuất hiện với đội hình đầy đủ thành viên trên nhiều mặt trận, càng thêm phần củng cố lòng tin cho fan về sự trở lại đang đến rất gần của nhóm. aespa bị Knet chỉ trích tình dục hóa hình ảnh nhân viên công sở vì outfit không phù hợp. Ngày 19 tháng 6 vừa qua thì để cảm ơn người hâm mộ khi mà MV Next Level đạt 100 triệu view, aespa tung video dance với phong cách công sở cool ngầu. Video đạt gần 5 triệu lượt xem sau vài ngày mới ra mắt, thành chủ đề hot được Knet quan tâm. Bốn thành viên aespa nhận được những lời khen ngợi về style nhân viên công sở sành điệu, sang chảnh. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng outfit trong video vũ đạo Next Level Company Ver này mang tính tình dục hóa hình ảnh nhân viên văn phòng. Tại Hàn Quốc, tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở đang rất nhức nhối. Việc aespa mặc crop top bị cho là phản cảm, dễ gợi những liên tưởng không đúng đắn trong môi trường làm việc của giới văn phòng. Một bài đăng trên mạng xã hội Hàn Quốc đã viết: người ta thường nói việc nhảy nhót trong những trang phục như y tá, quân đội là hành vi tình dục hóa nghề nghiệp đặc thù. Đối với aespa, họ nhảy trong những chiếc áo crop top hở eo có phải là tình dục hóa nghề nghiệp không? Nhân viên văn phòng đâu có mặc như vậy. Một số bình luận của netizen để lại như: đúng là nhân viên văn phòng không mặc như thế, áo của Winter, Giselle và Karina quá ngắn, những đôi giày cao gót cũng không thoải mái. Tôi ghét việc idol K-pop luôn có xu hướng tình dục hóa nghề nghiệp bằng những outfit như vậy. Điều đó càng khiến cho tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở càng tồi tệ hơn mà thôi. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Knet không nên chỉ trích aespa mặc phản cảm. Nguyên nhân là vì bộ trang phục vest và áo sơ mi này không phải là đồng phục đại diện cho một nhóm nghề nghiệp cụ thể như trang phục y tá hay quân đội.
Ngày nay, phong cách công sở tương tự như vậy được ứng dụng ở rất nhiều hoàn cảnh, không nhất thiết phải là nơi văn phòng. Mặc dù vậy, người hâm mộ cũng góp ý SM phải cẩn thận hơn vì S3 vẫn là một tân binh trẻ tuổi, việc mặc những outfit ngắn hoặc hở hang. Suyu và Mina gây tranh cãi vì im thin thít suốt 8 phút phỏng vấn của Twice. Một bài đăng về Suyu và Mina đang thu hút sự quan tâm của các fan trên Twitter. Người hâm mộ đăng tải video phỏng vấn của Twice với tạp chí Seventeen hôm 17 tháng 6 và đặt ra câu hỏi rằng vì sao Suyu và Mina lại không nói lời nào suốt hơn 8 phút interview. Đây là một cuộc phỏng vấn vui, khảo sát những thói quen xấu hổ, những sản phẩm làm đẹp, những sở thích lúc rảnh rỗi, món ăn yêu thích, sân khấu yêu thích, bài hát khiến tâm trạng vui vẻ, vân vân. Nội dung buổi phỏng vấn của Seventeen rất đơn giản nhưng fan cảm thấy khó hiểu vì Suyu và Mina không hề tham gia trả lời như 7 thành viên còn lại. Cả hai cô nàng chỉ nói câu giới thiệu bản thân, I'm Mina, I'm Suyu, sau đó là im thin thít suốt chương trình. Một số người chỉ trích Suyu và Mina vì không hào hứng tham gia buổi phỏng vấn này, thể hiện thái độ chán chường trước máy quay. Nhiều người cho rằng đây là cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp của hai mỹ nhân nhà Twice. Bầu không khí sôi nổi của các thành viên còn lại hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng trên gương mặt của Suyu và Mina. Hai nữ idol vẫn hưởng ứng cuộc trò chuyện bằng những nụ cười mỉm duyên dáng. Nhưng nhiều người cho rằng như vậy là không đủ và cần phải nói nhiều hơn. Trong khi đó, một số fan lại cho rằng việc Suyu và Mina yên lặng suốt cuộc phỏng vấn là không có gì to tát, không đáng để bị chỉ trích nặng nề như vậy. Đây là hai thành viên nổi tiếng kiệm lời trong đội hình của Twice và fan đã quá quen với sự kín đáo và nhút nhát của họ. Twice có nhiều thành viên hoạt ngôn, dễ dàng khuấy động bầu không khí như Dahyun, Nayeon, Jihyo, Sana, nên tính cách ít nói của Suyu và Mina không làm ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện này. Nam ca sĩ Việt đạo nhạc BTS tiếp tục bị ARMY công kích vì không gỡ bản audio, có động thái dửng dưng sau lời xin lỗi. Những ngày vừa qua thì các ARMY, cộng đồng fan của BTS tại Việt Nam đã không khỏi phẫn nộ trước một sản phẩm của một ca sĩ Việt Nam bị cho là đạo nhái ca khúc Life Goes On. Người bị tố cáo là anh rồng với ca khúc Sẽ Thôi Mong Chờ. Ngay lập tức thì người hâm mộ đã liên tục gửi lời báo cáo về cho Big Hit Music để đề nghị xử lý trường hợp này. Trước sức ép của người hâm mộ, anh rồng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và xóa MV Sẽ Thôi Mong Chờ trên kênh YouTube của mình. Anh rồng xin lỗi ARMY cũng như BTS, thừa nhận rất thường xuyên nghe nhạc và cũng học hỏi rất nhiều từ các anh BTS. Cụ thể, anh chàng này đăng tải: Rồng và Hun xin gửi lời xin lỗi đến các bạn về bài hát Sẽ Thôi Mong Chờ. Lời nói đầu tiên là lời xin lỗi thật lòng của anh em mình đến nhà ARMY và nhóm nhạc BTS vì đã làm mọi người không vui. Thú thật mình rất thường xuyên nghe nhạc và cũng học hỏi rất nhiều từ các anh BTS. Mình không nghĩ bài nhạc của mình và Hun lại làm ra giống nhiều như vậy. Sau khi bị các bạn nhắc nhở và khiển trách từ công ty chủ quản, mình đã biết mình đã sai. Đây có thể là cú sốc và bài học lớn nhất đối với bản thân anh em mình. Mình sẽ tự kiểm điểm sai sót của bản thân mình. Sau này mình chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm như thế này một lần nào nữa. Hiện tại mình đã xóa bài trên YouTube và sẽ khắc phục mọi hậu quả. Rất hy vọng mọi người hãy bỏ qua cho mình và Hun. Cảm ơn và xin lỗi rất nhiều. Tưởng chừng như cách giải quyết thẳng thắn và trung thực của anh rồng sớm làm nguôi ngoai ARMY, thì đến ngày 24 tháng 6, một động thái mới của nam ca sĩ này lại nhận về những ý kiến chỉ trích. Rất nhiều ARMY không hài lòng khi mà anh rồng vẫn dửng dưng cập nhật ảnh mới. Dù chưa xử lý triệt để vấn đề đạo nhái, nhiều người đã chỉ ra rằng ca khúc Sẽ Thôi Mong Chờ này vẫn còn xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc. Như vậy anh rồng mới chỉ xóa MV mà chưa xóa luôn phần audio đã phát hành. Không biết vì lý do gì mà sự việc vẫn chưa giải quyết xong, nhưng việc đạo nhái nhạc BTS đã để lại rất nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp cho anh rồng. Được biết, nam ca sĩ này vừa mới nổi lên tại thị trường V-pop nhờ ca khúc Vách Ngọc Ngà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.